Trong vô lượng thọ kim này Trong phẩm kinh này Đây là hai vị Phật A-di-đà và Thế Tôn Dùng thần thông đạo lực Đã đưa hai thế giới cực lạc và ta bà gần lại trở thành nhất thể hai bên nhìn thấy được nhau cư dân thế giới ta bà thấy được thế giới cực lạc thấy được phật a di đà người ở bên phật a di đà cũng thấy được thế giới ta bà thấy được phật thích ca mâu ni hai bên có thể nói chuyện có thể thăm hỏi lẫn nhau Đây là sự thật không phải là giả Bởi vì Hai dạng người ở thế giới này Ở đây là Phật nói vô lượng thọ kim thính chúng là chúng sinh quái người Tận mắt nhìn thấy khung cảnh Trang nghiêm thanh tịnh thế giới cực lạc Ở đây là thấy được thế giới cực lạc Tận tai nghe Phật A-di-đà Kim hiện tại thuyết pháp Kim là hôm nay Hiện tại là đang thị hiện thuyết pháp Hôm nay là giây phút này chưa bao giờ ngưng nghỉ để làm chứng minh khiến sinh chẳng tinh chứng minh những gì Phật thích ca mâu ni nói ở trước. Mỗi câu mỗi chữ đều là lời chân thật Không hư vọng Những gì nói ra đều là chân tướng sự thật Không thêm không bước Đấy gọi là như ngữ Chân ngữ, thực ngữ, như ngữ Những người dự hội đương thời thấy được Ngày nay chúng ta đọc được những ghi chép này Nên phải sinh tính tâm Không được nói họ thấy được Tôi chưa thấy Họ có duyên Tôi chưa gặp duyên đó Họ gặp họ tin Tôi đã nghe Tôi đọc được những ghi chép này Tôi cũng tin Có thể tin ở đây là thiện căn của bạn Tôi thấy được nhưng vẫn hoài nghi Tôi không phải không tận mặt thấy Tôi chỉ là nghe nói Tên cảnh đó cho thấy thiện căn của ta chưa đủ Phước đức của ta chưa thể hiện ra Khi phước đức hiện ra ta có thể niệm Phước đức chưa có mặt Không thể niệm được danh hiệu Phật Quý vị nên ghi nhớ Mỗi ngày niệm một dạng danh hiệu Phật Hai dạng danh hiệu Phật là người có phước Không nên coi thường họ đó là xét về sự xét về lý miệng niệm phật trong tâm thực có phật còn được đo bất khả tư nghĩ trong miệng niệm phật trong tâm không có phật trong tâm đang trối bời cả khối tình chấp. Thì... Niệm Phật kiểu đó thì sao? Có hơn không? Mỗi niệm đều gieo hạt giống vào A lại gia Nhưng kiếp này chưa được giảng sinh Nhất định phải hiểu vấn đề này Trong tâm có Phật, miệng không niệm Phật Họ có thể giảng sinh Tại sao vậy? Tâm tịnh thì quái Phật tịnh. Sự tướng không quan trọng. Dụng tâm mới quan trọng. Sự tướng lúc nào mới quan trọng? Giúp chúng sinh là quan trọng. Chúng sinh không thấy tâm của quý vị nhưng thấy được tướng của quý vị Bởi thì tượng trưng của tướng Là lợi tha Trong tâm thực có Là tự lợi Tất nhiên Tự lợi rồi mới lợi tha Lợi tha rồi tự lợi Là duyên mạng nhất Nên Ý nghĩa quan trọng nhất Của phẩm kinh này là Làm chứng cho chúng ta Giúp chúng ta phát sinh chảnh tinh chánh tinh mới quan hỷ Phát nguyện cầu sinh Mới có thể siêng năng Siêng năng là phát tâm bồ đề Nhất hướng chuyên niệm Tâm Bồ Đề là tâm giác ngộ. Thế nào gọi là giác ngộ? Tôi buông bỏ thế giới ta bà. Nguyện giảng sinh thế giới cực lạc. Ý niệm như thế là giác ngộ. Nói cách khác tôi không nghĩ cách quay trở lại luân hồi lục đạo tôi mong thành phật ngay trong đời này đó là giác ngộ thật sự phát bồ đề tâm khi phát tâm rồi phương pháp cầu xin tịnh độ đó là một câu phật hiệu Bởi thì tụng kinh hay không không quan trọng Tác dụng của kinh Chỉ giúp chúng ta phá mê sanh tình tác dụng ở chỗ đó khi chúng ta đã tin đạt được tác dụng không còn hoài nghi nữa quý tâm niệm câu phật hiểu này công đức của kinh đã viên mãn rồi nếu vẫn còn nghi hoặc kinh kia rất quan trọng kinh giúp ta buông bỏ kinh giúp ta giác ngộ phá mê khai ngộ đoạn nghi sinh tinh tác dụng của kinh nằm trong tám chữ đó ta không hoài nghi ta không nghi hoặc có kinh hay không không quan trọng như những gì đại sư huệ năng đã nói khai ngộ không liên quan gì đến thứ này trong hoàn cảnh đương thời Tồn tại những vấn đề rất nghiêm trọng Không phải không có nhân duyên Nhân duyên rất thù thắng Gặp được Phật Pháp Gặp được Pháp môn này Gặp được bộ kinh này Đó là nhân duyên Như Kim Di Đà nói Không thể thiếu Hiện căn phước đức nhân duyên nhân duyên chúng ta đều rất thưa thắng đều gặp được đây là nhân duyên rất ít gặp được ít thử không phải tất cả chúng sinh đều có thể gặp ngàn dạng kiếp đến này, đời này sang đời khác, bao nhiêu bồ tát muốn gặp cơ duyên này mà không gặp được. Ngày nay chúng ta đã gặp được, gặp được mà để vuột mất. Nguyên nhân ở đâu? Không tin, nửa tin nửa ngờ. Đây là con đường Mà bản thân chúng ta Đã từng bước qua Dấu ấn của chúng ta Đã quá sâu đậm Tôi đã rất nhiều lần Nói với những bạn đồng học Tôi có niềm tin với tịnh tông Là sau hơn 20 năm học Phật Hai mươi năm học Phật Đầu tiên chưa có lòng tin Hoặc tiên là bài xích Hiểu nhầm Cho đấy là lời dạy dành cho những ông bà cụ Đây là lời dạy của Thi Tôn dành cho những người Ngu muội Họ là những người không có văn hóa Không có trình độ Phật dùng pháp môn này để ru ngủ họ Nhìn pháp môn tịnh độ với thái độ như thế Bởi thì thật sự pháp khó tin của cả thế gian Tin những thứ khó tin Nên gọi là thiện căng có thể thực hiện những việc khó gọi là phước đức Không thể thiếu thiện căn phước đức nhân duyên Có thể sinh sang nước đó Nói cách khác giảng sinh thế giới cực lạc phương Tây Điều kiện cần có là tin những thứ khó tin Làm những việc khó làm Giải Giải được bao nhiêu Thì tính bao nhiêu Không quan trọng Quan trọng nhất là tin và làm Thực tế giải Là để giúp tin và hành Không giải cũng có thể tin Có thể hành Hiện căn và phước đức người đó rất sâu dày Chắc chắn sẽ thành tựu Nói cách khác Việc niệm Phật của họ chắc chắn sẽ giảng sinh Cả tin và hành đều khó Tin rất khó Hành còn khó hơn Nguyên nhân ở đâu? Ở đây đang nói về nghiệp chướng Nghiệp chướng rất nặng nhưng chúng ta không biết Tự tin và hành Mới có thể tìm ra được Nghiệp chướng của mình Thật có nghiệp chướng Học Phật bao nhiêu năm Vẫn không tin Hiện tượng này Tôi đã nói với các đồng học Đây là hiện tượng bình thường tại sao vậy ta là phàm phu phàm phu là như thế nếu có thể tin những chuyện khó tin khó làm vẫn làm được vậy ta không phải là phàm phu nói ta không phải thánh hiền thì ta cũng là người tái sanh chắc chắn không giống những người phàm phu khác thông thường phàm phu là không thể tin nửa tin nửa ngờ không thể phụng hành đấy là phàm phu thông thường những ông bà bù chữ chưa từng nghe phật pháp Ta bảo họ niệm phật niệm được niệm rất chân thật tại sao họ thành tựu lớn lao như thế Thanh tựa một cách nhanh chóng như thiệt Họ đầy đủ sáu chữ Thật thà nghe lời siêng năng à, Niệm nghe lâu nghe ngày chày tháng Họ thật sự biết trước giờ chết Giảng sinh Họ đi làm Phật à, Phần tử tri thức mười hai mươi năm mới tin không bằng họ thua xa họ năm ba năm là họ có thể làm phật ngay việc giáng sinh của chúng ta vẫn còn là câu hỏi lớn ngày giáng sinh chưa thể cầm chắc Làm sao so với họ được Những ông lão bà lão này Đối xử với mọi người Quý vị cứ tự xem Khiêm tốn Cung kính Nhường nhịn Phần tử tri thức chúng ta liệu tín phục họ không? Coi thường họ cho họ không có học thức không có trình độ Nói họ mê tín Người mê tín đã thành Phật Không mê tín vẫn đang luân hồi lục đạo Bởi thì không thể tin lại còn nghi bán Nghi là hoài nghi Bán là phê bình lung tung Phê bình họ mê tín Phê bình họ ngu si Chỉ biết niệm Phật Không hiểu gì về kinh giáo Thật sự biết niệm Phật Kinh giáo hiểu hay không Đâu quan hệ gì Giảng sinh đến thế giới cực là họ sẽ hiểu Chúng ta đây tự cho hiểu hết Nhưng không chịu niệm Phật Đây là thật sự không hiểu Những vấn đề này Những chân tướng sự thật này Chúng ta không thể không hiểu nếu không hiểu thì đời này rất thiệt thòi bản thân chúng ta không khai ngộ khi tu hành không được tá muội nghĩa là tâm không thanh tịnh nguyên nhân gì chúng ta không thể biết được khi khai ngộ Lục tổ huệ năng câu thứ tư đã nói Nào ngờ tự tánh vốn không dao động vốn không dao động bởi thì tâm không dao động là chân tâm động là vọng tâm đây là câu trả lời vì sao phải tu định Tại sao định lại quan trọng như thế? Bởi vì định là bổn định, là chân tâm của bạn. Khi định được, chân tâm liền có mặt. Trong giáo lý Đại Thừa, cái gọi là tám dạng bốn ngàn pháp môn. Đây chính là tám dạng bốn ngàn phương pháp tu định có tám dạng bốn ngàn phương pháp nhưng định chỉ có một bởi thế trong kinh Bát Nhã Phật dạy pháp môn bình đẳng không có sai khác tại sao tất cả đều tu định khi tâm đã định ở đây là giống nhau bất kể bạn áp dụng phương pháp nào cũng được bất kể phương pháp nào đều có thể đắc định phương pháp cách thức vô lượng vô biên để gọi là pháp môn vô lượng gọi là tám dạng bốn ngàn pháp môn phương pháp chúng ta thực hiện là trì danh niệm phật dùng phương pháp đó để tu định Định là gì? Không khởi tâm, không đồng niệm, không phân biệt, không chấp trước Đấy đều là định Những thứ đó có nông sâu Thứ tự không giống nhau Không khởi tâm, không đồng niệm là sâu nhất Đó là định vốn có trong từng tăng Không chấp trước là tiểu định Không phân biệt là đại định không phân biệt không chấp trước là định vốn có trong tự tánh, đấy là minh tâm kiến tâm, thì mới biết việc tu tâm thanh tịnh quan trọng như thế nào. Ngày nay chúng ta có phương pháp hay cực hay là niệm Phật A Di Đà. Đại Đức Tổ Sư dạy cho chúng ta Thay đổi tâm trí cho chúng ta Tâm hiện nay của chúng ta là tâm tình chấp Đổi tâm đó thành Phật A-di-đà Phật A-di-đà là tâm của ta Tâm ta là Phật A-di-đà Phật A-di-đà đổi nhân sự thế ra sao? thanh tịnh bình đẳng giác đấy là tâm phật thanh tịnh bình đẳng giác chúng ta đã thấy trong kinh này là danh hiệu phật a di đà phật a di đà còn được gọi là thanh tịnh bình đẳng giác Thanh tịnh bình đẳng giác là chân tâm của ta Chân tâm của ta vốn là Phật A-di-đà Tại sao bây giờ lại đánh mất Phật A-di-đà Đi suy nghĩ lung tung Tại sao khoảng cách càng lúc càng xa với Phật A-di-đà Bây giờ thấy rõ rồi, hiểu được rồi Nên kéo việc này lại gần hơn Cũng như nói Vị Phật trong tâm chúng ta Nên mỗi niệm liên tục Những tình chấp trong tâm Mỗi ngày mỗi xa Những giọng niệm làm được những việc này làm một hai năm ta sẽ thấy an vui tại sao có kết quả tâm thanh tịnh ít vọng niệm nhẹ phiền não trí tuệ tăng làm sao không vui được Lúc đó mới thể hội được những gì Đại Đức Xưa đã nói Mùi đời làm sao đậm bằng mùi đạo Tại sao đã nếm được mùi đạo Ngày nay chúng ta học Phật chưa nếm được mùi đạo Những gì ta nếm được là phiền não Là phân biệt chấm trước chưa niệm được vậy thì ta không Khởi tâm quan hệ tính tâm kia tâm nguyện kia không thể nảy nở được vấn đề ở chỗ đó ở đây là không siêng năng siêng năng có thể thay đổi tâm siêng năng để thay đổi tâm đó là niệm Phật mỗi ngày bạn đừng để gián đoạn 24 giờ niệm Phật hiệu sẽ thay đổi được niệm phật thật tốt quá thật được như thế càng niệm càng minh mẫn càng niệm càng an vui càng niệm càng thấy rõ được chân tướng của thế giới này niệm năm ba năm nói thật quá khứ dị lai đều biết rõ hết Dần già thông hiểu Mắt tỏ là thiên nhãn Tai tỏ là thiên nhị Túc mạng thông Thấy được các đời kiếp thời quá khứ Nhớ lại được Tha tâm thông Ta biết được người khác đang nghĩ gì Biết nhưng không gây phiền hà Ngày nay chúng ta biết được nhiều chuyện thường gây phiền hà Tại sao? Vì dẫn những chuyện đó vào mình Luôn nghĩ đến nó Nên gây rắc rối cho mình Khi đã thông rồi biết được Không gây phiền Không nghĩ đến nó Bởi thì nó không trở thành chướng ngại Đây mới thật sự gọi là Tâm sinh quan hệ Khen chưa từng có Quá nhiên đại ngộ Được vô sinh nhận Nếu tính tâm không sinh Có Rất nhiều người hỏi tôi vấn đề này Họ cũng rất khó được Rất chân thành tại sao tính tâm của tôi không sinh khởi được tất nhiên việc đầu tiên nên hiểu là nghiệp chướng nặng làm sao tính tâm của tôi phát sinh được bạn phải hiểu được rằng tính tâm không sinh được là do nghiệp chướng nặng là không hiểu được chân tướng sự thật Thời gian mê thất tự tánh quá lâu Vô lượng kiếp đến này đã quên mất Tập khí phiền não hiện tại quá nặng Không thể buông bỏ được Đây mới là nguyên nhân chủ yếu làm sao để tính tâm chúng ta được sinh Phải giảm nhẹ phiền não Đây là công phu Đây là buông bỏ Nếu buông bỏ được Phiền não sẽ nhẹ Trí tuệ tăng trưởng Thứ hai Nhất định phải nghe kinh nhiều tại sao ta nghe không nhiều nếu ứng dụng phương pháp này của cổ nhân ta sẽ nhanh hiểu hơn phương pháp của cổ nhân là thâm nhập một môn quân tu thời gian dài bây giờ nghe tôi giảng kinh bạn không hiểu tại sao không hiểu chưa đủ số lần Mỗi ngày quý vị đều nghe tôi giảng dạ, Nhưng trôi tuột đi đâu Nhưng nếu lên giảng đường Nghe một lần Hai giờ Cứ nghe đi nghe lại Hai giờ đó đến mười lần Nghe hai mươi lần Nghe ba mươi lần Hoàn toàn khác nhau Quý vị sẽ hiểu ngay Ngày nay chúng ta giảng kinh xong Đều thu vào đĩa CD Với những người hiện đại Việc này Mang lại nhân duyên thù thắng Không gì sánh được Người xưa không có Làm sao họ nghe lại được lần thứ hai ngày nay công cụ này người xưa nằm mơ cũng chẳng có việc học tập của cư sĩ lưu tú dân bà cũng sử dụng phương pháp này mỗi ngày bà nghe một đĩa mỗi đĩa một giờ một đĩa nghe mười lần Đấy chính là quân tu thời gian dài Tâm bà liền định Một lần không hiểu Hai lần, ba lần là ghi nhớ được một ít Bốn lần, năm lần Thích thú lên một tí Sáu lần, bảy lần Đã ngộ ra một ít Nghe xong lần thứ 10 Không giống những lần trước đó hôm sau nghe địa thứ hai cũng một ngày nghe mười lần sau khi nghe xong bộ kinh này quay lại từ đầu vẫn cứ mỗi ngày mười lần phương pháp này chắc chắn sẽ khiến quý vị khởi lên tính tâm bạn phải hiểu được phật pháp và thế pháp một cách rõ ràng bản thân mình biết nên lựa chọn thế nào bản thân biết nên phát nguyện tu hành ra sao chính bạn hiểu rất rõ đời này chắc chắn mình sẽ giảng sinh tịnh độ định thế giới cực lạc thân cận Phật A Di Đà viên mạng Bồ Đề vô thượng ngay trong kiếp này đời đời kiếp kiếp từ vô lượng kiếp đến nay mong ước một nguyện vọng bây giờ đã thực sự viên mạng